Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy, có sao lại nhìn về bên này? Có chăng sự tự do em nói với anh không như ý? Em sẽ bay lạc nơi em thích thì em không thì em có bao giờ nghĩ rằng anh đứng đau bao năm tháng? Anh không hề tham trách hay níu kéo em dù nửa lời, bởi vì yêu em muốn nên anh đành phải nằm xa từ mong muốn nhất mà dù em mày. Don't want no short dick man.